Ra rương chia bọn tốt tiết chỉ rương môi đã là cái thì cả làng nhập nhau xong đạp dụng chân rưu môn có dụng quay đã squat này thì dạy bên clay có miền tầm nẹ tầm nông này sư chùm rơ chả Dòng mạch đấy. chả squat Xin kia chùm ta rơ. Facebook bị thằng ngay cho kẹp tực mông được tẹt sầm nạ trong cái kháng prop clay chỉ nẹ tô chả Ồ, mà chẳng kể tật khmúng, kể bị lo ta, chỉ kể tật khmúng. chả Bà cho dòng mạch nhà để chẳng nói. Ất xây dù lại. Bà xây dù lấy nó là sớm. Bà cho từ kể tật khmúng ta, miền thư ấy ta, cho hai đấy bàn chiến kháng prop chọc tốt sân này hả? Bà hai là khăn ông nó ọt miền tật khmúng, tật kẹp ấy xế, thì có dòng mạch chả. Ồ, dạ. Tổng tam đàn mới dòng mạch rưu nắng. Chả, dù bà chân mà nẹ, trời bàn cầm lăng là cô bà bọc chồng cháu thôi cả chập luôn ta bị bận đăng rồi bọc mình chạy mình nè đầu ban cháu bật căn bị bọt rụm lốp xếp xong tiền vẹt đài bật bật cả bị thằng ngày chả bị bay thằng ngày muốn nó không có đẹp xâm nạng mùi cần lái hai cái bê tự tuôn bị bận đăng cầm lăng là cô bà bọc hàng lớn các bạn thôi cả chập luôn dù bị chôn nụ nếu bật thằng ngày tị bay khai tự là chân nằm bị bọn đập bật bí nếu phung bây lùi về sự cắt chồng cháu khăn phô dân cháy để thịnh bình bình dù vô chân đã trở nên cô bà chạp luôn nước mùa âm vi sản ảnh dụng một phần trăm chân nắm. Một rộp bò chiên chụp chùa rụt dân sản ảnh nước nông phùm bởi lưu viết sở cắt chồng cháy khăn phô sản trí. Trong này, mình sẽ rộng cửa cho mùa chả chỉ ảnh sọ cắt cho sọ bố. Ảnh dụng đọc trăm chân nắm miền tì lùm nơi nước phùm trí con sở cắt chồng cháy khăn phô sản trí. Nó có ba bàn ở đường tha rồi viên này rồi rộng rùa nâng dụ chân sáng say bì môn mốc mình thuốc qua khả năng tế. Hai có khả miên tùm nẹ tùm nông nâng khả năng lao ý tượp tại nơi khả năng ấm lông thằng ngày tìm một phây bàm bay khai cả nhà chân nằm phí bồn đập bạp bì ní. Bàn qua khả năng tam rồi dạ bằng đánh sân công Facebook. Hai có bàn chiên đo ca tệ tốn sân hà chì mùi khả năng lúc bì thằng ngày khả năng mốc. Cứ nửa dục thằng ngày tì sám sắp khai cả nhà bàn nát chụp khả năng đ rộng rùa chặt đôi chân nút bạp niềng khá từ rốt hộp bọn em. Hôm nay mình bán từ rốt bọn em hộp lại có bán nôm niếng chụp tiết xâm nạ chặt. Ồ, từ hộp bọn em là tiết xâm nạ đi ấy. Chà, từ hộp bọn em là tiết xâm nạ chặt. Chà, nôm chụp tiết xâm nạ chặt thi chế để miền tì tăng thật nơi khnông khung chóm cháy xong cặp chóm cháy. Hai trời dụ chân nút chặt niềng rùm lộp xếp xâm thử vẹ rồi hốt bán xâm rạch. Lúc bật lãng tập bạch nha trở lọc tập tiết riêng riêng khuôn. Dù mặt cách bạn ở đằng tiết tháng, rồi cả hết bạch ngay nè riêng rộng rùa rùm nâng mặt đáy. Bạn mục đạp bị bẩn đăng từ lời dụng chân sáng say, đòi cháu bị bật rùm lốp xếp xăm thể vẹt nâng tiếp tiết xâm nông châm nôn pra mùi quán đà lá. Phần tay đòi dụng chân nụp phùng miền là tập hiếp tập cửa xa nè riêng rộng rùa xâm rách ai nụ cổ ba chặt ca tam nị tệ vị thi chụp mặt tệ mặt đồ chả. Bà ấy, rưu này cứ rưu sụp cùng môi cạn là những nhọp hồi mì giang đấy. Quay đây nhóm ở cửa thà xong cao đất xa, ra score này tập bí thằng ngày. Chả. Bà tập bí thằng ngày xót, cứ hồi tam Facebook tiệt. Hồi chân nôm này tập kết tập khôn mẹ cài đà. Tôi nhằm bằng ai. Bà nhằm bằng, nhằm bằng ai, mình không tệ sản ảnh nhau ấy. Tệ sản ảnh miền bằng ai. Bà khuyên thà, rưu sụp cùng dương là lâu play play nà, chẳng xong prong bà chát bà bà chát. Chặt cả lần này chân cài lái á. Bà nhờ đây chẳng hả? Bà đi đây gặp phong tạm đám chỗ mà bánh được xôn cho mình men. Thà bà tô nhờ đi rưu môi cơ bà tô bà rạc tê sọc khánh. Mình cài dân bộ bình khí rưu mùi có chí ca chạp bằng khóm dân tạc bình nhẹ cơ đôi chí đã đọc ở hai chí ẩn đăng tê và vô thay dân mến chí nè rì rô cơ rưu mùi có bằng mến chí chôn sáng sáy á chạc dân mến nhẹ bị phiện nè ấy tí chôn đồng nằm tay hóa chung ngọt dễ nhờ ta chả nàn chạc chung ngọt tháp quát tháp đăng tạc khi chạm lộp cho hai tạ vấy bàn chìa lấy biệt thạch biệt chụp chạp bằng lộp mà mặt nhờ ta chả nàn bà biệt chạp bằng lộp mình là ca bằng khóm bà hóa cứ ca การมันคล้องดูโกการมันโปร่งเปลี่ยนปีเพื่อกิมขางดีแต่เบอร์ตามใส่หรือไม่ได้ทากวัดหาตัวไว้บานเจียกวัดโจแต่สนะหรือกวัดมันดังทาแต่สนะนั้งมีหน่วยไว้หรือกวัดสมานาแต่สนะนั้งมีหมกไอ้ลุมีหนุ่มไข่ลุยมพวชงอเลยบ่าเฮ้ยหาตัวไว้บานเจียเปียบันดังนี่บ่าดังสรุสรุไม่ได้สายกับรอมาตรอมีนจังมีนจังยิงยอดตะลือบาร์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 
kỳ nề ri kỳ phật đồng bà chẳng mình đang thay giang mấy cái tái dương cô đang ở nhà để chân nào biết tha anh đi tập chôn nâng đi tập chôn
អនិច្ចជនមានន័យថាជនដែលមិនគ្រប់អាយុចាប់ពីគឺមានថាក្រោមអាយុ16ឆ្នាំបាទប៉ុន្តែនិតិជនគឺជាជនគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំចាបាទក្រោម18ឆ្នាំត្រូវហើយបាទទោះប៉ុន្តែនិតិជនគឺជនដែលពេញវ័យមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងលើហើយអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិគាត់មានម្ចាស់អ្នកញៀនបាទគាត់ចេះដឹងខុសដឹងត្រូវហើយបាទគឺថាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបាទគាត់មិនដឹងថាពេលដែលចូលទស្សនៈហ្នឹងវាមានអ្វីខ្លះចាបាទខ្ញុំពោលឆ្ងល់ចាលោកត្រុនក្មេងស្រីរងគ្រោះអាយុទៅតែ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចាទៅតែនៅខ្លួនជាអនិច្ចជនអូ15ឆ្នាំហ៎អូបាទសំទោសខ្ញុំស្មានថាវ័យជានិច្ចជនបាទបងស្រីនាងខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយរួមទៅពួកយើងទាំងពីរនេះអត់ដឹងពីស្ថានភាពនៃការកើតហេតុប៉ុន្តែបងស្រីទៅតែអាយុ15ចាស់15ឆ្នាំបាទគឺចឹងដូចជាមិនតាន់យល់ទេថាវ័យទៅជាសេពសន្តិវៈឬបាទវ័យទៅជាទឹកខ្មុំហ៎ចាអរយអ្វីទៅជាបងឯងក្នុងទស្សនៈបាទអរគុណលោកសៃណៃគាត់ថាផ្អែមហើយចត់បណ្ណយបាទមានន័យផ្អែមហើយចុងក្រោយគឺចត់បាទហ្នឹងគាត់លើកឡើងបាទបើយើងជាពាក្យករណីបတ်រំលោភបាទបတ်រំលោភគឺតាមខ្ញុំដឹងខ្លះតាមចត់គឺមាន2ទី1គឺលក្ខុមកឆំលក្ខុមកឆំហ្នឹងគឺគាត់មានទោសអាចទៅចាប់ពី24ម៉ោងទៅ6ថ្ងៃហ្នឹងក្នុងតើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានទម្ងន់ទោសរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើបទឧក្រិដ្ឋគឺចាប់ពី15ឆ្នាំទៅមួយជីវិតអាហ្នឹងកម្មៃទោសធ្ងន់មានតែរំលោភសម្លាប់រំលោភអីចឹងទៅបាទធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយរឿងទស្សនៈនេះខ្ញុំឆ្ងល់បាទគឺថាមិនបាច់ចាំថានិយជនតើ15ឆ្នាំគាត់ដឹងទស្សនៈសម័យលើខ្មែរលើគាត់ដឹងយ៉ាងងងបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់សនោពោឲ្យបាទមកសមត្ថកិច្ចមេត្តាពិចារណាខ្លះដែរបាទលើចំណុចខ្លះដោយសាររឿងហ្នឹងវាកាត់ឡើងឲ្យមួយទៀតឃើញថាកាត់ឡើងហ្នឹងគឺថា3ថ្ងៃក្រោយបានគាត់ប្តឹងចា3ថ្ងៃអញ្ចឹងប្តីខៃខៅថាជា3ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ពិចារណាឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ម្ដាយគាត់ដឹងម៉េចឬគាត់ខ្លាចខឹងខ្លាចម្ដាយគាត់ខឹងយ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនដឹងដែរបានគាត់បាទនៅរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយក៏ខាងគ្រួសារនារីរងគ្រោះនិងនារីរងគ្រោះបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទទៅលើដោយពីបត់ចោតប្រកាន់ទៅលើបរោះនំថាគេថាបាទចាប់រំលោភគាត់នៅក្នុងទស្សនៈបាទហ្នឹងយ៉ាងណាសូមឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាងណាស្មារតីនេះច្បាប់មិនមែនចេះតែប្តឹងចោតថារំលោភហើយគឺចាប់ដាក់គុកនឹងបងថ្លៃទាសំណងទៅតាមទារបស់រងគ្រោះទេគឺយើងត្រូវថាគិតចាំណាឡើងវិញទៅលើករណីខ្លះដោយលក្ខណៈមិនប្រក្រតីចឹងទៅព្រោះអីរឿងនេះវាកើតឡើងក្នុងសង្គមជាញឹកញាប់ផងដែរចាបើតាមដានរឿងក្តីក៏ដូចជារឿងច្បាប់ឃើញថាបើខាងប៉ែតណាបាទអ្នកបច្ចេកទេសគាត់ដឹងថាជាការចាប់បង្ខំឬមួយក៏ជាការយល់ព្រមប៉ុន្តែនេះកន្លងមកប្រហែលជា3ថ្ងៃប្រហែលជាហាក់បីដូចជាពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងផ្សេងៗដែលតកតងនឹងករណីនេះចាបាទតែទោះយ៉ាងណាគឺឥឡូវហ្នឹងត្រូវគេត្រូវថាអីតើតែមាន6000ទើបអាចរួចខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខាងបរោះដែលជាជនសង្ស័យហ្នឹងគឺថាគាត់គ្មានលទ្ធភាពទេតើចាទោះយ៉ាងណាជនសង្ស័យក៏ដូចជាក្នុងនាមជាបរោះដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់នោះគាត់ក៏អត់បានដូចជាបកកាយថាមានការយល់ព្រមពីនារីរងគ្រោះឬមួយក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែគាត់បានត្រឹមតែឆ្លើយថាចាអត់មានលុយដូចតែប្រហែលបើសិនជាគាត់ត្រូវបាននារីនោះយល់ព្រមឬមួយក៏មានការព្រមព្រៀងគ្នាប្រហែលជាគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បកកាច់មួយម៉ាត់ឬមួយក៏ថាអឹងព្រមគ្នាហេតុអីបានប្តឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាណាអញ្ចឹងប្រហែលជាសហការីនៃខាងចោមចៅអាចតាមដានព័ត៌មាននេះសុំការសម្ភាសពីបាទស៊ីនំគេអត់ឲ្យលុយគេបាទស៊ីនំគេអត់តែគេក៏និយាយលេងបាទគាត់ថាចូលយ៉ាងណាគាត់ហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើតាមហ្នឹងគាត់គាត់ដឹងខ្លួនឯងហើយបាទគឺមានមុខពីរមុខមួយគឺនារីមិនប្រកាន់តែបើនារីប្រកាន់គឺបរោះគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោយសារគាត់ហ៊ាននាំគេទៅទស្សនៈដោយដឹងថាគេនៅអាយុមិនទាន់គ្រប់អាយុបាទអញ្ចឹងគឺប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់នៅក្នុងករណីនេះទូបីជានារីមានការយល់ព្រមក៏ខាងបរោះត្រូវតែជាប់ទោសដោយសារតែគាត់មិនទាន់គ្រប់អាយុចាស់អត់ទាន់គ្រប់ពេញវ័យដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានណាអញ្ចឹងទោះចង់ឬមិនចង់ឃើញថាទូបីនារី
មានការយល់ព្រមនេះបើយើងនិយាយពីផ្លូវច្បាប់ទោះបីនារីមានការយល់ព្រមគាត់នៅក៏មានទោសដែរព្រោះគាត់ធ្វើរឿងអញ្ចឹងទៅលើនារីដតគ្រប់អាយុចា៎បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាបាទគិតគូរអាចារ្យណាកុំចេះតែហ៊ានបាទព្រោះស្រុកទេមានច្បាប់ហើយរឿងនេះបើតាមឲ្យដឹងថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេគឺខាងគ្រូសាររបស់គ្រូគឺថាចាត់ការតាមច្បាប់ទៅអញ្ចឹងមានតែជាប់ទោសតន់គុណជាធ្វើតាមនឹងទៅចាហើយកងសំណងពណ៌ដល់ប៉ែក៏ដូចជាបងប្អូនសុភមនារីណាមិនថាតែនារីឬក៏បរោះទេមិនគួរណាធ្វើរឿងដែលខុសប្រពៃណីបែបនេះទេចាវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្លួនឯងនិងកិត្តិយសរបស់គ្រួសារចាបាទអរគុណសៃលោកសៃណែក៏ថាមកពីជនសង្ស័យហ្នឹងមិនសួរអាយុនាងសិនណាចំណែកនួនឆាឡេសគាត់ថាបើមិនយល់ព្រមស្រឡាញ់គូមិនព្រមទៅដែរគុំដាក់គុំហោទៅលើតែបរោះអាងតែខ្លួនជាស្រីចោលប្រកាន់ដោយខ្វះការដោយអីគេខ្វះការអៀនខ្មាស់បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់បាទយ៉ាងដែរយើងក៏មិនបានទៅទៅខាងបរោះឬមួយក៏ខាងនារីប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់រំលោភសេពសន្ថវៈទៅលើនារីដែលអត់តាន់គ្រប់អាយុហ៎បងប្រុសចាដូច្នេះហើយវាជាទោសមួយនៃផ្លូវច្បាប់មិនមែនថាអូពិធីការនេះកម្មជើងនារីខ្លួនឯងចឹងមិនមែនទេនេះជាផ្លូវច្បាប់ដែលច្បាប់បានចែងណាចាចែងថាម៉េចវិញ្ញាណរចនាចារំលោភសេពសន្ថវៈទៅលើអនិច្ចជនត្រូវតែមានទោសប៉ុន្តែគ្រាន់តែនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់ទេចាគ្រាន់តែដឹងខ្លះខ្លះចាបាទធម្មតាបងគេថាយុវជន UN នារីខ្លះបើគាត់វ័យតែមក12 13ឆ្នាំគាត់ដឹងថាទស្សនៈជាអ្វីបាទទស្សនៈជាកន្លែងដេកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ជាកន្លែងសប្បាយឬក៏ជាកន្លែងលក់នំខេកកន្លែងអីអញ្ចឹងគាត់គាត់ដឹងខ្លួនឯងហើយបើតើថាយ៉ាងណាករណីនេះឥឡូវត្រូវគាត់ត្រូវបានជាប់សងហើយជាប់សងហើយតែយ៉ាងណាយើងតើថាតើនៅពេលដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពជាប់ទោសអញ្ចឹងតើមិនដឹងថាគាត់អាចសុំសមាជិកបងរំលោះបានឬក៏យ៉ាងមិនទេបែបខ្លះគាត់អាចនឹងយល់ព្រមណានារីនេះគឺអាចនឹងយល់ព្រមឬមួយក៏ក្នុងករណីណាមួយប៉ុន្តែបើសិនជាម្ដាយដឹងប្រកាសហើយម្ដាយមិនព្រមទេនឹងធ្វើការប្តឹងឬមួយក៏បើនារីរកគ្រោះមិនព្រមទៅប្តឹងទេអាចនឹងមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ពីករណីនេះយើងហើយជាត្រូវការតាមដានបន្តចា៎បាទអរគុណប្រិយមិត្តចា៎ចា៎អរគុណខ្ញុំនិយាយលេងមិនបងរំលោះមិញដោយសារតែឡើងនឹងសបោបងរំលោះបាទតែមកតែមកមកលមុំលមុំម៉ូតូឬជនអីគឺអាចបងរំលោះបានតែចំពោះករណីបាត់ល្មើសបាត់រំលោះបាត់អីនេះគឺมันអាចបងរំលោះបានទេបាទអរគុណដល់យើងចូលរឿងថ្មីមួយទៀតតែម្ដង